thực hiện chương trình. Và cũng giống như nhận định khách quý, chúng ta có thể dành cho xuất hiện chúng tôi một tràng vào tay thật lớn và thật nồng nhiệt. Vâng, và như vậy thì những trang phù hồ tây của quý vị chắc chắn gia đình chúng tôi sẽ có được niềm vui và hạnh phúc to hơn và lớn hơn cái này nữa. Và trên giờ phút ở đây, tất cả quý vị được sự chứng kiến, tất cả quý vị khách quý, chúng ta dành một chút thời gian. Và giờ phút ở đây xin mời gia đình chúng tôi, đó chính là ông Avic, sẽ có đôi lời cảm ơn và những lời tri ân tất cả quý vị khách quý chúng ta một buổi chiều ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Hello các thằng bé của tôi, mai này có cô vợ tôm thì chúng ta gù nong gù và gù nè gù mệt là play mò ta nè ghê nhau lịch nhung ngồi đi ngồi đùm tay ta mê mà ta coi gù nạp play ta lại nè ngồi bên này bị mò kết ô cho ta để nhung biết vẽ hình ya bằng râm rẽ hành nhàn rất đôi cô tây nhàn áp lây ta bấm nhảy với đồng mây ô tô tây nhàn bơi gu yong của thân gu mây của thân áp lây ta nơi để ngồi với đồng mây mà ru làm nhạc sẽ xin nhạc được thô đi xoa người vấn đề lời thô đi hát được hát người vấn đề đồng mây số bị mô nở kịch lọc cỡ nở vấn đề tao ơi tu tây nhàn cỡ mẹ Maria về về đùm ta chẳng ta mà nhầm gây ta nhầm gây ta thầu chẳng mộ này mộ đi bên này cần áp lại ta bằng anh tu mạch cỡ tôm nơi riêng dân khẳng anh tu mạch cỡ tôm nhằm ơ đừng còn xa lăng bên đừng ti bậc ta rong ta ô đừng khẳng chạ ta cơi nâr ta cơi đích mà tru ta ô như cái đây ta khẳng là lòng hà lưu xì cái đây bắt cái đây kìa tu ở bên nhà ông bên đường còn xe lăng thì thằng hàn benát việc cái gì thằng hàn tu đắp nhà ông bên đường thì ta rong bằng nhì ta ô mạ đuôi bia thằng hàn mình nhàng như đây là giờ thằng hàn bên nhà ông bên ta rong bằng nhì mạ show hình từ thâu cái tôm nhà ông bên đường còn xe lăng thì mạ lần câu bia lần câu bên cơ chạy sao bên này lơ ô mẹ vi và mạ. Vâng, rất là thành cảm ơn những lời tri ân của gia đình chúng tôi rất là ngắn gọn và rất là ý nghĩa. Sao vẫn từng từ nhà mẹ nòng dòng và grab lại ta phát tình ăn cùng sợ nòng mẹ bê. Vâng. Quay mà để bọc ông rồi á. Đâu ơi, anh cứ em grab. Người ta dòng cả mong bà xa lăng hết rồi. Ta gầm cái ba giờ một lô được đây hoa em.
Vâng, và để các vui ca khúc cho buổi lễ tham gia gia đình ngày hôm nay, thay mặt cho người thể hiện chương trình đến từ ban nhạc Lý Lương của chúng tôi, xin các vui một ca khúc được mang tên Dẫu Có Lỗi Lầm. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe.